Ông đổ xe xa. Không gần đấy. Tại vì chạy xe. À. Và đến 6 giờ hết phải trả tiền. Sẽ để mấy chục xe. Gọi cái bà Tây bà bảo nhỉ. Đây là cái chỗ buôn đậu hiện tại bây giờ. Còn sau đó thì là không phải trả nữa. Ồ, mấy cái bò cái kia không kìa. Chạy ghê lắm. Mấy cái xe này này. Nó lướt sóng đó. Nó chạy nó gọi là tạo sóng nữa. Kinh. Nhưng mà không phải Scotia nó từ bên đấy nó sang đây đâu ông ơi, nó di chuyển mà. Chứ làm gì mà từ bên Halifax à, từ bên Lin mà nó sang đến đây được. Nó mình phải đi trở về đây, nhưng hôm đấy tôi nghe nói rõ ràng nó nói là đi Scotia là hết 75 phút. Còn từ sau đó là từ trên đất liền mà đi đó. Hết khoảng 2 tiếng nữa. Bây giờ có đi dạo khi phía trong trong này nữa không? Dạo trong này không? Ông đói cái gì? Tôi hỏi thế thôi chứ nói đói gì? Chẳng nhẽ cứ ngồi đây dẫn tối à? Tôi chủ yếu chờ ông YouTuber. Quay hết chưa? YouTuber, đấy đường đi cà phê rồi này. Xong chưa? YouTuber chưa? Cứ đi. YouTuber. Ấy ơi. Trên cái Scotia này nó kiểu Scotia mà dạng gia đình nó thuê á. Đó, cái này lại chỉ được khoảng vài chục người thôi. Hai hầm thôi mà. Chỗ ngủ đâu cái này nó có lớn đâu. Mười mấy người, hai chục người là cùng. Tức là trên Scotia nó có phục vụ luôn, ăn uống, ngủ nghỉ luôn. Họ đi qua đêm mà. Kiếm cái thùng rác đâu nhỉ? Acadia này. Acadia hay là từ bên cái biển bên Nouvelle-Écosse, à bên Lin, à cái gì? New Brunswick nó sang đây ta. Ông nhìn cái này nó giống như trên Quebec không? Cột cờ bên này, cái tòa kìa. Cái nóc kìa. Tại vì tôi nhìn ở trên cái citadel kia đó. Lên trên ấy rồi nhưng mà nắng quá mà nó còn trên đường ở trên cao lắm. Nó ghi là cái gì nhỉ? New Brunswick, Canada và Halifax. Thì nó có cái liên quan gì đấy đến với cái thằng bên tỉnh bang New Brunswick. Chắc là cái người Pháp ở đấy á. Người Pháp ở đây. Tại vì cái chỗ này nó cũng có cái gì đó liên quan đến cái thằng Acadie này này. Cái này chắc là đến cái mùa trang trí nó làm cái gì đây? Bắn pháo hoa à? Ở đây này mấy cái bảo tàng các cái dụng cụ của tàu này. Bánh tàu đây hả? Không phải. Okay. Đây là tất cả những cái bánh tàu, bánh lái tàu, mỏ neo, bánh đằng, bánh đà, bánh răng, trụ, móc neo của tàu này.
Maritime Musée này, Musée Maritime de l'Atlantique, bảo tàng đại dương học, thuyền, tàu. Nhà hàng này không bia không rượu cả. Beer Garden kìa. À ừ, đây này. Hến. Ốc thôi, cái này ốc thôi chưa có hào. Không có hào. Đây này, cái thuyền này dân du lịch thích cái này lắm này. Đấy, đấy. Ra chảy đấy, đang rửa thuyền kìa. Vùng biển này khoái cái này lắm. Montreal nó cũng nhiều cái tàu. Ở bên cái chỗ của mình, nó bên cái thành phố khá là xa đấy, nó có cái bến tàu, nó gọi là bến tàu Cediac. Dân du lịch cũng thích. Đây nhiều khi người tới người ta quê rồi ấy thôi. Có gì đâu, mình về ngay những cái vùng miền Tây đấy, những người chở thuyền, chèo thuyền á. Họ cũng phải bảo là ôi, chúng tôi có khi mỗi một ngày chúng tôi chỉ được 1-2 chuyến này. Thì đấy, nó cũng khổ, vấn đề nó trèo mà trèo tay nữa chứ, mà nhưng mà Tây nó khoái nó thích cái đấy, nhưng mà nó lại, mà cái dân miền Tây đấy thì hello.
lùi lùi. Không nhìn thấy cái thùng rác nằm đó mà. A B C D. Gắt A hay gắt B? Gắt B. Gắt B ấy. Từ cái chỗ đấy cũng vào đến đây luôn. Đây. B là toi. Zone A, zone B thì không biết nó nằm thế nào, nó mới là A, thế nào mới là B. Ông vừa chụp đó là mấy gốc cây thứ mấy, hình thù gốc cây như thế nào. Như nói ông ấy cột cờ, mà không biết cột cờ đó. Đây tôi nhìn được ba cái thứ cột cờ. Cây nữa là tí về trong cây. Tí về tay này. Tạp hóa đây. Ăn uống nè, đồ ăn nhanh nha. Organic paper. Recycle. Đây nó viết tiếng Pháp cũng nhiều lắm ông nha. Ờ, tiếng viết tiếng Pháp cũng nhiều lắm. Tiếng này như là plat du sommet đó. Lobster nè ông ơi. Putin, Putin mà loan ơi. Putin, Putin, Acadian, Putin. How do you like your Putin? Putin Quebecois. Putin Quebecois. Nó có cái vị của Quebec. What the? We're at a house. Sea house. Đấy này Putin đây, ông thấy nó nhiều bacon nhá. Nó có thịt nhá. Nó có cái loại gì không? Nó có cái đặc biệt gì đấy? Chắc có đến đây là hết rồi đấy không ạ? Đến đây là hết bến rồi. Đến đây là hết bến rồi. Hả? Tối ăn nhà Việt Nam ở nhà Tây. Tối á? Tối nay ông thích ăn nhà hàng à? Nhà ở đâu? Ở nhà mình nhớ món đồ son ngồi đầy đủ các thứ hết bà. Tối cùng mình đi ăn nhà hàng. Ừ. Bây giờ muốn mua gì? Son ngồi thấy nó đầy đủ hết các thứ đấy. Cái gia đình mà Quebec lúc nãy nói với mình nó cũng thuê NAB đấy. Ồ. Oh. Nó bảo là tôi cũng tìm được cái nhà BNB nó cũng được lắm. Mình bảo tôi mới tới lúc nãy còn nó là tới hôm qua. Tôi gì về tí nữa nhậu uống bia. Ngoài ở nhà đấy thoải mái. Thịt bò con. Muốn thêm một cái gì thì ăn, uống thêm cái gì thì ăn thôi. Ăn tôm nữa không? Tôm á, tôm thôi đi, nếu mà mai mốt mà về nhà có tôm thì ăn tôm đi. Ồ, ra đây ngó cho cái ban nhạc này chơi này. Còn đồng thì ra trong này ca nhạc.
five, as in the Great Terminal.